Bộ Công Thương vừa có văn bản đồng ý cho EVN thực hiện điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện ở mức tối đa 3% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành. Thời điểm điều chỉnh là sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Giá bán lẻ điện bình quân hiện hành được duy trì 4 năm nay với giá 1.864,44 đồng 1 kWh. Nếu tăng tối đa 3%, giá điện bình quân sẽ tăng thêm 55,9 đồng 1 kWh ngoài việc đồng ý tăng giá điện bộ công thương cũng yêu cầu evn khẩn trương giả soát toàn bộ các yếu tố đầu vào cơ cấu chi phí xác định rõ nguyên nhân của tình trạng tài chính hiện nay thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh điện cải thiện tình hình tài chính